Vâng. Lấy đây cái cưa thôi. Nào. Để anh vừa cái này. Ờ, chở nó ra ngoài cho anh ạ. Ở kia ngoài kia. Nghệ nhân sắp hoàn thiện cây mới. Bây giờ rửa sạch nó. Chưa cố phản cái nào đâu. Cửa này biết sửa nó rất nguy hiểm. Vinh đang quấn nó cho đấy. Chúng ta chả còn cái cưa to rủ trong kia. Giảm chưa? Quá tuyệt. Cây ôm tùm trong một phút đã trở thành cây đó. Cây ôm tùm trong một phút đã trở thành cây có thế mới đẹp ngay. Rất nhanh. Gần một chút đâu. Ok. Đang kéo ra phết đi. Đó.
Cây trồng gầm nhỉ. Hả? Cây trồng gầm ghê nhỉ. Khôi đẹp. Đẹp. Hai chạy cái nhôm này. Quá đẹp. Nghệ nhân có thể cho biết cái thế cây này là thế cây gì không ạ? Đôi này là đôi sông hai cây như gần như là một. Hai cây gần như là một. Hả? Hai cây đôi này. Đôi tổ cây nào không ạ? Nó sau này mình làm cây lão mai. Đôi lão mai.